chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 5 tháng 11 của Dusavina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp đón và làm việc cùng đoàn lãnh đạo đến từ công ty GE Power System. Khởi động khóa đào tạo trực tuyến thường niên bộ quy tắc ứng xử. Cặp đôi Duy Thủy và Loan Quyên vô địch giải cấp đội 1 câu lạc bộ bóng bàn lần thứ 2 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, năm đại diện đến từ công ty GE Power System Hàn Quốc đã đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Dusavina. Đây là cơ hội để hai bên thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác lẫn nhau trong kinh doanh. Đoàn do ông Sinia Fuji, phó giám đốc dự án dẫn đầu, đã được giám đốc nhà máy boiler Park Ho-sik cùng đại diện khối design và đội sale marketing tiếp đón tại văn phòng chính. Như thường lệ, các vị khách quý đã dành vài phút tìm hiểu tổng quan về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, sản phẩm, thị trường chủ lực, đối tác cũng như công nghệ. Tại đây, hai bên đã dành phần lớn thời gian để thảo luận một số vấn đề liên quan đến năng lực sản xuất thiết bị thu hồi nhiệt được dùng trong các nhà máy nhiệt điện, các vấn đề về kỹ thuật, nhân lực và đã được giám đốc nhà máy boiler trả lời chi tiết. Sau đó, đoàn đã được hướng dẫn tham quan thực tế tại nhà máy MS, cảng chuyên dụng và bãi lắp ráp các mô-đun thuộc dự án CFB. Chứng kiến qua cảnh làm việc sôi nổi trên công trường, không khí sản xuất những sản phẩm siêu trường siêu trọng cho các khách hàng lớn như ESI, Samsung Engineering, Nhật Bản. Đoàn đã đánh giá cao năng lực của công ty và mong rằng hai bên sẽ hợp tác trong tương lai gần. GE Power System được thành lập vào năm 2016, có trụ sở tại Hàn Quốc, là công ty chuyên về sản xuất các thiết bị bộ phận lò hơi thu hồi nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện. Hiện sản phẩm của họ có mặt trên 44 quốc gia toàn cầu. Quy tắc ứng xử là một trong những khóa học trực tuyến quan trọng mà tất cả các nhân viên của tập đoàn Doosan đều bắt buộc phải tham gia hàng năm. Điều này nhằm giúp cho tất cả người lao động thấm nhuần các chuẩn mực, đạo đức và vận dụng các nguyên tắc ứng xử một cách phù hợp nhất vào các tình huống kinh doanh. Quy tắc ứng xử bám chặt theo cương lĩnh Doosan đưa ra mọi hướng dẫn về hành vi và hoạt động cho tất cả các chi nhánh thuộc tập đoàn để mỗi người lao động thấm nhuần và hiểu rõ ý nghĩa của việc tạo ra không khí hòa thuận giữa mọi người và các hướng dẫn chi tiết để hình thành văn hóa tổ chức lành mạnh cũng như tuân thủ các nguyên tắc hành xử của nhân viên thuộc tập đoàn Doosan. Tại Dusavina, bộ phận đào tạo đã tiến hành triển khai chương trình học trực tuyến về quy tắc ứng xử này dành cho 559 nhân viên văn phòng và chia khóa học thành 3 đợt kéo dài từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Theo đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2019 với tổng cộng 190 nhân viên. Mỗi nhân viên tham gia khóa học thông qua website coconline.dusan.com. Mỗi học viên phải trải qua 20 phút để ôn lại và tìm hiểu rõ hơn về 4 nội dung liên quan đến nhân hòa, cấm lợi dụng thông tin nội bộ và các hành vi xung đột lợi ích, cạnh tranh lành mạnh và chống hối lộ. Các nội dung học được thiết kế bắt mắt với hình ảnh minh họa sống động. Nhiều ví dụ được đưa ra để minh họa cho phần nội dung, giúp người học dễ dàng nắm bắt thông tin. Trước khi kết thúc khóa học, mỗi học viên cần phải ký cam kết tuân thủ để hoàn thành khóa học. Sau một thời gian tập luyện sôi nổi, tối ngày 24 tháng 10 vừa qua, giải cấp vô địch bóng bàn nội bộ lần thứ 2 năm 2019 đã diễn ra thành công với chiến thắng thuộc về vận động viên Nguyễn Duy Thủy nhà máy boiler và Mao Thị Loan Quyên bộ phận FA. Giải đấu quy tụ 8 tay vợt ở nội dung đôi nam nữ bán chuyên nghiệp. Các tay vợt bắt cặp ngẫu nhiên thi đấu vòng tròn, mỗi ván 8 phút. Sau 9 ván, hai cặp đôi mạnh gồm Nguyễn Duy Thủy và Mao Thị Loan Quyên và cặp đôi Trương Tấn Vang, Phan Thanh Đạt đã giành vé vào chung kết một cách thuyết phục. Cặp đôi Nguyễn Duy Thủy, Mao Thị Loan Quyên được đánh giá là hai tay vợt có phản xạ nhanh, phòng thủ chắc chắn và đặc biệt luôn biết cách tận dụng cơ hội. Ngay ở những phút đầu của ván thứ nhất, họ đã thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng nhanh chóng với điểm số 11-4. Sang ván thứ hai, không chịu khuất phục trước đối phương, hai tay vợt Tấn Vang, Thanh Đạt đã lấy lại phong độ và bằng một cú phát bóng chuẩn, họ đã vươn lên dẫn trước 2 điểm với kết quả 11-13. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, hai tay vợt Nguyễn Duy Thủy, Mao Thị Loan Quyên đã có màn thi đấu vượt trội hơn ở ván thứ 3. Hai cặp cạnh tranh nhau từng điểm thắng và sau những phút giằng co quyết liệt, bằng sự tự tin về kỹ thuật và kỹ năng đánh chặn tốt, cặp đôi Duy Thủy, Loan Quyên đã giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 11-6. Xuất sắc trở thành cặp đôi quán quân ở nội dung đôi nam nữ của mùa giải lần 2 năm 2019. Về nhì là cặp đôi Trương Tấn Vang và Phan Thanh.
Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn cho mục đích giải trí. Bản tin trưa nay của Dusavina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusavina DVTV V10N82. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusavina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusavina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.